trưởng thành, mai linh từng bước vươn lên, làm điều tâm niệm ghi dấu cho mỗi trái tim. Bạn đang nghe Radio Mai Linh. Hello, xin chào các bác tài thân mến của chương trình Radio Mai Linh. Vĩnh Phú và Như Nguyễn đã quay trở lại rồi đây. Không biết các anh lái xe của Mai Linh cảm thấy ngày hôm nay như thế nào? Còn Như Nguyễn thấy thời tiết hôm nay rất là thích luôn. Bầu trời thì trong lành nè, chút gió heo mây lành lạnh, kèm theo một chút nắng khiến cho mọi người đi ngoài đường, ai ai cũng trông đều rạng rỡ tươi trẻ hết trơn á. Wow, ngày hôm nay của bạn Như Nguyễn có vẻ lãng mạn ghê ta. Sáng nay chắc đi ngoài đường cô nàng xinh xắn đáng yêu này đã bắt gặp một ánh mắt của anh chàng đẹp trai nào đúng không nè? Mà sao là anh thấy từ nãy đến giờ em cứ tủm tỉm đứng một góc rồi cười một mình, tại sao như vậy ạ? Và vào ai thì kệ người ta đi, để người ta bí mật cho niềm vui trọn vẹn đi. Còn một niềm vui nữa, đó là thứ sáu sẽ được trò chuyện với anh chị em Mai Linh nhà mình. Còn anh Vĩnh Phú thì sao nè? Anh thì chắc là không có rơi vào mắt xanh của anh chàng nào được rồi. Anh chỉ được các bác tài Mai Linh dễ thương ưu ái chở anh đi làm thôi. Thưa quý vị, trong khi mà Vĩnh Phú đồng hành với Như Nguyễn bao nhiêu tháng năm rồi mà em ấy lúc nào cũng làm ngơ, tuổi thân cực kỳ luôn á quý vị ơi. Đâu có đâu, em lúc nào cũng mong được gặp Vĩnh Phú đẹp trai á. Nhưng mà nếu mà không gặp anh á thì một mình em làm sao có thể khởi hành được chuyến xe Radio Mai Linh đầy cảm xúc này được chứ, đúng không? Mà thôi, không có gato nữa, Như Nguyễn đang có rất nhiều những thông tin thú vị hấp dẫn muốn được chia sẻ cùng với Vĩnh Phú nè, cùng với các anh chị em lái xe của Mai Linh đây. Thôi lý do cũng hợp lý đó. Thôi bây giờ nào, mời tất cả các bác tài Mai Linh, chúng ta cùng nhau nổ máy để khởi động chương trình hôm nay. Điểm báo giúp bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Vĩnh Phú xin được điểm qua một vài thông tin giao thông đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua nha. Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông thông qua hình ảnh trên mạng xã hội và hình ảnh do người dân cung cấp. Theo đó, hình ảnh của người dân được gửi đến cơ quan chức năng phải phản ánh khách quan, trung thực, rõ ràng về không gian, thời gian, địa điểm, đối tượng thì mới đủ tiêu chuẩn để các cơ quan chức năng xem xét xử lý vi phạm. Đây là lần đầu tiên trong dự thảo thông tư có quy định về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông ạ. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đưa máy đo nồng độ cồn sử dụng công nghệ cao vào hoạt động, không cần ống thổi vẫn tìm được nồng độ cồn, với mục tiêu giảm thiểu số vụ thương vong do tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 30 tháng 10, Ban An toàn giao thông đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh 10 máy đo nồng độ cồn thế hệ mới. Với thiết bị đo nồng độ cồn này, trong khi được cảnh sát giao thông kiểm tra, người vi phạm chỉ cần thở nhẹ hoặc nói chuyện bình thường, thiết bị cũng nhanh chóng ghi lại được nồng độ cồn trong máu. Chỉ trong vòng vài phút, máy sẽ tự động in đầy đủ thông tin nồng độ cồn trong máu người vi phạm. Cảnh sát giao thông có thể sử dụng số liệu này cho người vi phạm xem lại, đảm bảo xử phạt đúng người, đúng lỗi. Điểm báo Mai Linh. Nhìn lại trong 2 tuần vừa qua, tập đoàn Mai Linh của chúng ta có gì ấn tượng không nha? Đầu tiên thì Vĩnh Phú và Như Nguyễn xin nhắc đến hành động đáng tự hào của hai anh lái xe Mai Linh Đồng Nai đã cùng người dân tham gia bắt cướp . Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng 31 tháng 10. Lái xe trong lúc đang đợi khách tại cổng Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ thì bất ngờ nghe tiếng người dân truy hô bắt cướp. Không ngần ngại, hai anh đã dũng cảm xông vào truy đuổi và khống chế một tên cướp trong lúc hắn đang tìm cách thoát thân. Mặc dù bị tên cướp hung hãn dùng mũ bảo hiểm đánh vào phần đầu, nhưng anh Nguyễn Thanh Sơn vẫn quyết bám lấy chân không cho hắn chạy thoát. Sau đó nhận sự hỗ trợ từ người dân thì tên cướp này đã bị bắt giữ và giao nộp cho công an xử lý. Lái xe Mai Linh Nam Định từ chối nhận tiền thưởng sau khi trả lại gần 100 triệu đồng cho khách hàng để quên trên xe. Lái xe tốt bụng này tên là Phạm Văn Tím, số tài 5825, thuộc đội lái xe thương quyền Mai Linh Nam Định. Chia sẻ với chương trình Radio Mai Linh, anh Tím cho biết sau khi phục vụ một cô khách đi từ huyện Xuân Trường đến huyện Hải Hậu xong thì anh phát hiện có một chiếc túi màu đen để quên trên xe của mình. Nhận lại số tài sản gần 100 triệu của mình để quên trên xe, khách hàng có tên là Hoàng Việt Trung đã bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước hành động cao đẹp của lái xe Phạm Văn Tím và quyết định tặng lại cho anh số tiền là 2 triệu đồng để cảm ơn. Tuy nhiên, anh Tím đã từ chối vì anh cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Và quý vị ơi, chỉ chưa đầy một tuần lễ cuối tháng 10 đã có đến 4 thiên thần nhỏ chào đời trên taxi Mai Linh tại Quảng Ngãi, này, Hội An, Gia Lai và Đồng Nai . Như vậy là cho đến nay đã có đến 160 em bé chào đời trên xe taxi Mai Linh rồi . Không biết là cô bạn Như Nguyễn cảm thấy thế nào, nhưng cứ mỗi lần nghe đến thông tin này thì bản thân Vĩnh Phú lại liên tưởng đến những mầm xanh vừa mới chào đời đang lớn lên, xinh xắn, này, đáng yêu nhờ những bàn tay khéo léo của chính các anh em lái xe Mai Linh .
Còn Như Nguyễn thì chưa bao giờ Như Nguyễn cảm thấy khâm phục các anh em lái xe Mai Linh như vậy. Giống như là cảm giác mình gặp được những Lục Vân Tiên của đời thường vậy luôn á Vĩnh Phú. Với những anh lái xe vui tính, tận tình phục vụ hành khách nè, là những ông đỡ mát tay, rồi lại là những người có trái tim nhân hậu yêu thương nữa. Mỗi lần nhận được những thông tin như thế này, Như Nguyễn cảm thấy thật là ấm áp và muốn chia sẻ niềm vui này với cộng đồng xã hội để niềm vui còn được nhân lên nhiều lần. Sau đây là phần quảng cáo. Mua vé máy bay những ngày voucher ưu đãi tháng 11 để quý vị nhận ngày voucher taxi trị giá 20.000 đồng cho mỗi vé máy bay có điểm đến là sân bay Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, sân bay Phù Cát, Bình Định. Ưu đãi chỉ áp dụng khi đặt vé máy bay tại hàng không Mai Linh. Liên hệ đặt vé ngay qua điện thoại 028 3844 8888 hoặc là 0984 024 888. Hoặc đặt vé online tại www.facebook.com/hangkhongmailin. Thời gian áp dụng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 2019. Vì vụ khắp chốn có taxi Mailin luôn chờ đón. Câu chuyện Mailin. Anh Vĩnh Phú nè, vô hàng ngày đọc báo xem tivi thì Như Nguyễn thấy là có rất là nhiều cảnh tai nạn cướp của. Nhưng mà em luôn tin cuộc sống vẫn có người tốt với những hành động thật tình người. Không biết là anh Phú có cùng suy nghĩ này với Như Nguyễn không? Có chứ Như Nguyễn, dù cuộc sống có như thế nào, anh Vĩnh Phú nghĩ rằng vẫn sẽ luôn tin vào những điều tốt đẹp. Những tấm lòng đó, con người đó không ở đâu xa, vẫn ở xung quanh chúng ta thôi mà. Đúng rồi đó anh Vĩnh Phú. Phú biết không, ở Mai Linh, Như Nguyễn vẫn thường nghe về những tấm gương trả lại tài sản hàng tỷ đồng, những bác tài dũng cảm bắt cướp, những lái xe cứu người. Những câu chuyện này khiến cho người nghe thật ấm lòng. Cách đây có vài hôm thôi, một câu chuyện rất là ý nghĩa và thú vị mà Như Nguyễn thấy là phải kể cho quý thính giả của Mai Linh nghe mới được. Đó là câu chuyện của một anh lái xe Mai Linh Gia Lai. Giữa trời trưa nắng khi mà thấy một chàng trai bán vé số bị khuyết tật, đã bị ngã làm tù cái chân giả của mình, anh đã lại gần hỏi thăm, rồi cõng anh bán vé số qua đường. Vĩnh Phú cũng đã xem qua đoạn clip đó và thấy mọi người share và bình luận rất sôi nổi về hành động đẹp của anh lái xe Mai Linh. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nối máy để gặp anh Hiếu Trần, người đã quay lại đoạn video này để nghe thêm về câu chuyện thú vị này quý vị nha. Alo, dạ anh Hiếu phải không ạ? Như Nguyễn gọi đến cho anh từ chương trình Radio Mai Linh đây ạ. Chào Như Nguyễn, chào Radio Mai Linh. Dạ, xin được chào anh và trước hết thì Như Nguyễn cũng xin cảm ơn anh vì đã dành thời gian để tham gia cùng chương trình. Anh Hiếu ơi, anh giới thiệu thêm một chút cho Như Nguyễn và quý thính giả biết thêm về anh nhé. Mình là Tân Hiếu, hiện đang là nhân viên lái xe của Mai Linh ở Gia Lai, chi nhánh ở TC. Dạ, được mấy năm rồi anh? Hiện tại thì mình đã công tác được ở đây được 4 năm. Rồi, anh Hiếu thân mến, những ngày vừa qua thì Như Nguyễn có theo dõi Facebook của anh và thấy là anh chia sẻ một đoạn video về một anh lái xe Mai Linh cõng một bạn nam bị khuyết tật đi qua đường. Không biết là anh còn nhớ sự kiện ngày hôm đó không ạ? Cái việc thì cũng là xảy ra chắc cũng 4-5 ngày rồi. Thì bữa đó thì trời buổi trưa, trời nắng. Nói chung là cũng trời cũng nhiệt độ cũng là khá cao. Thì hai anh em đang, mình và anh Thành đang đứng chờ khách. Thì lại thấy thì em Thuần á, thì em bị té. Thì cái chân của em thì thằng đi cái chân giả thì bị sọc xịt, bị bung ra. Thì anh Thành anh mới cộng từ bên đường qua bên đây. Thì mình mỗi lần quay hình. Dạ. Rồi ngay lúc đó là anh có mặt nên là anh đã quay lại ha anh hả? Thì thấy Thuần té như vậy thì hai anh em lần cộng rồi qua quá trình mình nói chuyện, mình quay mình nói chuyện để làm kỷ niệm đó mà. Thì chỗ anh em làm kỷ niệm thôi, nhưng khi mà qua tiếp xúc với Thuần thì hỏi về điều kiện khó khăn. Thì Thuần tâm sự thì Thuần bị tai nạn từ lúc 6 tuổi. Tới giờ thôi mình nói thôi thì để anh đăng cái bài để coi thử đi anh, để anh xin cái anh đăng lên trên mạng rồi có những cái để người ta ủng hộ, để người ta ấy cho em, xin cho em một chiếc xe để em có điều kiện để em đi lại cho hằng đỡ hơn, đỡ vất vả hơn. Bây giờ mà thấy em đi đứng như vậy thì hằng cũng là khó khăn mà mưu sinh khó quá.
Dạ, lúc đầu anh định làm kỷ niệm thôi, nhưng mà không ngờ đó lại trở thành một video clip rất là ý nghĩa. Như Nguyễn xem đi xem lại rất là nhiều lần luôn á, và thấy thật sự rất là khâm phục hành động của anh Thành. Nhưng mà có một điều mà Như Nguyễn cũng thấy rất là ấn tượng, đó là sau khi chia sẻ video này thì anh Hiếu cũng đã đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ cho người em đó, em Thuận, một chiếc xe lăn chạy bằng điện, phải không anh? Thì mình đăng hình lên thì đăng lên được có 2 ngày thì là mình xin cho Thuận chiếc xe điện, thì trong vòng 2 ngày thì Thuận là có được chiếc xe điện, chiếc xe lăn bằng điện. Và ngoài cái chiếc xe lăn bằng điện ra thì Thuận còn được một số nhà hảo tâm người ta ủng hộ cho anh Thuận là một ít vốn để làm chi phí này nó sinh hoạt. Như vậy là đã có rất nhiều nhà hảo tâm liên hệ để mà hỗ trợ cùng tặng em chiếc xe và còn hỗ trợ vốn cho em nữa. Vậy thì cảm giác của anh khi mà chứng kiến em Thuận đi lại trên chiếc xe lăn mới được tặng như thế nào ạ? Mình thì khi mà thấy Thuận ngồi trên chiếc xe để đi làm thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là mình cảm thấy mình vui vẻ. Một chút gì đó của mình đã đem lại một cái niềm vui cho Thuận trong những ngày tiếp theo. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã là người kết nối với mọi người để có thể là hỗ trợ giúp đỡ cho em Thuận. Và ngay bây giờ đây thì cùng với cái niềm cảm xúc của anh, niềm cảm xúc hạnh phúc khi mà anh thấy là em Thuận đã được sự quan tâm và có được một cái chiếc xe lăn đi lại tiện lợi hơn, thì ngay bây giờ Như Nguyễn cũng muốn mời anh Nắng lại một chút để cùng lắng nghe những lời chia sẻ của một bạn nam đã nhờ chương trình gửi đến cho anh. Dạ, cái anh bị xe kéo mất một tay một chân đó mà, ở một mình cho công ty chỗ số nó cho ở nhờ. Thì anh cũng đi bán một số bình thường vậy thôi, có ngày được ngày không, 150, có ngày 70, có ngày mưa gió thì anh ở nhà thôi. Mưa quá anh đâu đi bán được, cho có một tay một chân mà ra đi rồi. Mưa quá thì anh không đi được. Với hôm bữa là bị đứt cái dây chân á, đi với chân giả nó bị xúc ra. Thì anh tới anh kêu là bị sao á, kêu là tới bên nhà cận ra bên đường bên kia nói lại. Do anh cũng không biết chữ, anh cũng không nhớ tên, không biết. Cảm ơn hai anh đó rất là nhiều. Lên mạng cũng xin cho em một chiếc xe lăn, còn gần mạng thì cho anh chiếc xe là anh mừng lắm rồi. Cũng đi lại, đi bán cái số lại thì đỡ có cực gấp mấy luôn á. Rất cảm ơn hai anh giúp xe ở Mai Linh ạ. Không biết chừng nào mà gặp hai anh đó lại. Ví dụ mà mai mốt mà lỡ mà em mà có gặp anh Hiếu nhiều lần nữa thì em sẽ biết anh Hiếu nhiều hơn. Cảm ơn hai anh đó rất là nhiều. Dạ, anh Hiếu, qua đoạn chia sẻ vừa rồi thì anh có nhận ra giọng của ai không ạ? Có lẽ đây là giọng của em Thuận bạn vé số. Dạ đúng rồi ạ, đây chính là những lời chia sẻ tận đáy lòng của em Trần Công Thuận, cậu bé bán vé số bị khuyết tật, mới ngày nào được anh Thành cõng qua đường và anh Hiếu nhận đồ thay, kết nối để mọi người giúp em, thì đã có cho mình một đôi chân mới vững vàng hơn. Mời quý thính giả cùng gặp gỡ lái xe Hỏa Văn Thành, anh chính là người đã cõng em Thuận bán vé số sang đường. Khi nghe những lời chia sẻ cảm ơn của em Thuận, thì anh Thành có cảm xúc như thế nào ạ? Thì cảm xúc của anh thì anh thấy mà cũng may, cũng có những cái thời điểm mà họ bị đứt cái dây định vị trên giả đấy, là tiện lúc bây giờ đấy thì có người anh yêu anh ghi nhận được thì anh đăng lên thì để cho cộng đồng họ chia sẻ, họ mua cho em nó cái xe đấy là điều rất là cũng mừng được. Anh chia sẻ một chút về tình huống ngày hôm đó cho Như Nguyễn và quý thính giả được biết nha anh. Thì cái người này họ bán vé số thì anh cũng có biết hay gặp. Họ bị tai nạn năm họ 6 tuổi á, mất một tay một chân. Thì lúc bây giờ họ nó bị đứt dây á, dây định vị chân giả. Thì anh cổng họ qua để anh tìm dây buộc lại cho họ, chứ ở chỗ đấy nó nắng không có chỗ nào. Cổng qua cái chỗ cái nhà chỗ đấy nó mát, tìm dây buộc lại cho họ. Và đây cũng là những lời cảm ơn mà ban biên tập chương trình muốn gửi đến cho cả hai anh cũng như những nhà hảo tâm khác.
Chính những hành động, những sẻ chia nhỏ nhoi này của chúng ta đã phần nào mang đến hạnh phúc cho nhiều người hơn. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban biên tập chương trình, thay mặt cho Mai Linh, cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn anh Thành rất là nhiều bởi vì những hành động tuyệt vời của anh. Xin chào quý thính giả Radio Mai Linh và toàn thể anh chị em lái xe. Mình là Ngọc Ánh, chuyên viên truyền thông của tập đoàn. Kính chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, lái xe an toàn, doanh thu cao. Ngày tháng trôi đi, vui buồn tôi đâu biết chi. Mãi mê ganh đùa theo phù du trắng lôi thoăn. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tanh rồi ngóng sang nay. Khu vườn xinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho từng nhiều bỗng chắp cánh. Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho những thơ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hai giữa trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc nên nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc nên nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe bài hát Những Điều Nhỏ Nhoi sáng tác Nguyễn Hồng Thuận. Và bài hát vừa rồi cũng xin khép lại chương trình Radio Mai Linh số 23 với chủ đề Hạnh Phúc Là Sẻ Chia. Thưa quý vị khán giả, tháng 1 năm 2020, Mai Linh sẽ ra mắt series phim Những Anh Hùng Bình Dị thông qua những phóng sự đời thường mà chúng tôi ghi lại những thước phim chân thực về những anh lái xe Mai Linh trên khắp nẻo đường của Tổ quốc với nhiều hành động bình dị như bắt cướp, đỡ sinh, cứu người, trả lại củ rơi. Hy vọng sẽ giúp cho quý vị có một góc nhìn đa dạng hơn về nghề lái xe taxi. Và chúng tôi cũng chúc cho các bác tài sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, an toàn trên mọi cung đường. Và hãy tiếp tục theo dõi Radio Mai Linh số tiếp theo quý vị nha, vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 11 trên fanpage Mai Linh Corporation. Còn bây giờ, Như Nguyễn và Vĩnh Phú xin chào và hẹn gặp lại. Chuyên nghiệp, dũng cảm, trung thực, nghĩa tình, cùng chờ đón series phim Những Anh Hùng Bình Dị Mai Linh được phát sóng vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 trên fanpage và kênh YouTube Mai Linh Corporation.